cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Đông đã chọn Trâm cho cuộc hẹn cuối cùng. Anh đang muốn lót lại cái phần mà hôm qua em chia sẻ với mọi người á. Tại anh rất là muốn nghe. Nhưng mà có lẽ là một phần em nói với mọi người không được. Nhưng mà bây giờ nói riêng anh thôi. Anh sẽ khép cái bí mật này giữa anh và em biết. Được không? Đông đã gợi lại câu chuyện buồn mà Trâm đã không thể nào kể được trong suốt những ngày qua, dù đã có nhiều cơ hội. Liệu lần này Trâm đã sẵn sàng đối diện với quá khứ chưa? Có thể mọi người nói đúng là tại vì lý do em không có chia sẻ nhiều á, tại vì đúng là em còn bị... Sau cuộc gặp với Kaka, trạng thái của Đạt gần như sụp đổ. Thấy hối hận khi quen anh. Anh suốt ngày cứ đi thấu hiểu anh chia sẻ với người khác. Người yêu anh thì sao? Phải một lúc lâu sau, anh mới có thể đứng dậy đi về phòng. Và trên đường về phòng, Đạt đã gặp Nhu. Ê, hai em. Hai anh. Tập dịch hả? Ừ. Đi không? Em đèo đi. Hôm nay nhìn nghiêm túc quá ta. Ngày cuối rồi. Ngày cuối rồi. Em có từng quan tâm một người nào đó rất là nhiều không? Người mình yêu, người mình thương, bất kỳ gia đình mình á. Không quan tâm bằng cách nào nữa. Ví dụ như người mình yêu nha. Người mình yêu thì em quan tâm giống như là cái cách mà em tự chăm sóc bản thân mình luôn. Em rất là yêu thương bản thân mình đó. Em chăm sóc người đó từng ly từng tí, những cái nhỏ nhặt. Em nhắc nhủ suốt cả ngày luôn á. Giỏi nha, nghe anh không được như em. Mưa rồi. Sao cây hài hôm nay nghiêm túc vậy ta? Anh vẫn làm cho em mất cười coi. Hôm nay tự nhiên thấy khác hẳn. Trước đây cái sự quan tâm của anh rất là tệ luôn. Mà như trước đây anh không có hài nổi, không có hài gì được. Hài hước. Anh trước đây anh vô cảm này, không biết lo lắng, không biết chăm sóc cho ai hết. Không biết nghĩ về gia đình, không nghĩ về ai hết. Có một cô gái giúp anh thay đổi. Nhưng mà có một cái cô gái giúp anh thay đổi được những cái vấn đề đó. Rất là tốt. Anh rất thương người đó. Nhưng mà anh không biết cách thể hiện. Không biết cách thể hiện chăm lo. Lo lắng hay chăm sóc người đó, hay là để ý tới những cái nhỏ nhặt nhất, để cái tiếng những suy nghĩ của đó. Nó thì dở cái đó luôn. Cho anh thấy mình vô dụng ghê luôn. Thật rồi. Ai cũng có bước khởi đầu mà. Đâu ai cũng hoàn hảo. Người đó đã giúp anh. Đâu ta. Những cái mà anh có được bây giờ là người đó đều giúp anh. Người đó dùng hết tình cảm như anh. Người đó đó muốn sau này anh thay đổi là có gì mình có cộng dung bón. Sau này mình cũng gặt hái được những cái trái ngọt. Mà hiện tại vẫn chưa làm được cái điều đó. Anh còn chưa biết cách để bảo vệ một người. Mày khóc hơi nhiều quá rồi. Anh cứ nói ra hết đi, em nghe. Đừng có để trong lòng nữa. Chia tay cách đây bao lâu rồi anh? Không có chia tay.
không á. Vậy là em cũng hiểu rồi. Em mong muốn là hôm nay anh chia sẻ ra được những cái câu chuyện thế này rồi thì anh sẽ nhẹ lòng hơn, anh sẽ thay đổi bản thân hơn, giúp cho anh và người đó có một tình cảm lớn hơn hiện tại bây giờ. Em mong là anh sẽ làm được. Học yêu thì em nghĩ ngày nào cũng phải học hết á. Mỗi ngày nó mỗi khác. Có thể mỗi ngày yêu thương nhau nhiều hơn, có thể mỗi ngày sẽ vun đắp nhiều hơn. Có những câu chuyện giúp anh nhận ra là tình cảm nó không có đơn giản, anh phải học rất là nhiều. Anh không chỉ học cho anh nữa, nhưng mà anh còn phải nghĩ đến cái người kế bên mình, cái người ở bên mình. Em đoán được một phần đó chắc là anh Đạt là cặp đôi bí ẩn. Nhưng với cô gái nào thì em chưa đoán ra. Dù nói rằng chưa đoán ra được cô gái bí ẩn, nhưng khi về đến phòng, cô đã kể lại tất cả cho ca nghe. Anh Đạt đó, tự nhiên hôm nay anh Đạt chùn xuống lắm luôn mọi người, không có còn vui nữa. Lúc này anh khóc lắm. Anh nói là ca rất là giống như là người chu toàn á, lo cho ảnh, suy nghĩ cho ảnh nhiều. Nói vậy luôn à? Nói nhiều lắm. Ảnh khóc thật sự luôn á ca ơi. Khóc như một đứa trẻ luôn á. Đầu tiên thấy mà vừa nghiêm túc mà vừa nhiều tình cảm mà vừa lại có một cái lòng nó nặng như vậy luôn á. Sau khi Nhu đi gặp Đạt về thì Nhu có kể là hôm nay anh Đạt rất là buồn. Anh Đạt có khóc lúc mà nói chuyện với Nhu. Nghe cái lúc đó thì mình rất là thương. Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Đông đã chọn Trâm cho cuộc hẹn cuối cùng. Anh đang muốn lót lại cái phần mà hôm qua em chia sẻ với mọi người á. Tại anh rất là muốn nghe. Nhưng mà có lẽ là một phần em nói với mọi người không được. Nhưng mà bây giờ nói riêng anh thôi. Anh sẽ khép cái bí mật này giữa anh và em biết. Được không? Đông đã gợi lại câu chuyện buồn mà Trâm đã không thể nào kể được trong suốt những ngày qua, dù đã có nhiều cơ hội. Liệu lần này Trâm đã sẵn sàng đối diện với quá khứ chưa? Thế mọi người nói đúng là tại vì lý do em không có chia sẻ nhiều á, tại vì đúng là em còn bị tổn thương vì chuyện đó rất là nhiều. Nhưng mà cái tổn thương này nó không hẳn là mình còn thương hay gì đó, nó chỉ đơn thuần là mình cảm thấy ức. Ok, vậy em kể cho anh nghe. Em quen người đó thì trong một cái hoàn cảnh nó kiểu nó đưa đẩy lắm. Nó có cái, em luôn tin là em và người đó gặp nhau là vì cái duyên á. Tại vì hai người đều từ ở quê là từ ở Nha Trang hết, nhưng mà lại không gặp nhau ở Nha Trang. Tụi em gặp nhau ở Sài Gòn. Wow. Trong một cái lần em đi công việc của em thì người đó cũng đi công việc của người đó luôn, thì vô tình là hai đứa đều đăng một cái story là đang ở Sài Gòn. Thì em chủ động nhắn tin lại cho họ. Có người hay họ gì? Nhắn tin lại cho người đó. Thì xong rồi hai người nói chuyện với nhau, cũng tìm hiểu nhau một chút xíu, sau đó thì cũng có hẹn nhau, tại vì cũng đang ở Sài Gòn mà, cho nên là hẹn nhau gặp mặt đi chơi thoải mái thôi. Thì đúng là mọi thứ nó đến quá nhanh á. Tại vì đúng thiệt là bây giờ thiệt luôn, em không có dám tin vào cái cảm nhận của em quá nhiều nữa. Tại vì em đã từng sai một lần rồi. Em nghĩ là em cảm thấy cái người này quá sức là giống như là một cái món quà mà ông trời ban xuống cho em á. Tại vì mọi thứ rất là tốt và hai người kiểu rất là hợp nhau luôn. Đúng kiểu người mà em thích, có nghĩa là một người ít nói, trầm tính, nhưng mà kiểu tinh tế lắm, chịu khó, rất là chịu khó quan tâm cảm xúc người khác và rất là dễ chịu nha, kiểu như là
mọi người cứ vậy đi, anh thì lúc nào anh cũng chiều ý mọi người vậy vậy á. Thì tụi em quen nhau được 6 tháng. Trong 6 tháng đó thì nó cũng không có gì. Em nói thật nha, trong 6 tháng đó em không hề cãi vã. Thì nó cứ như vậy trong vòng 6 tháng đó. Đến một cái thời điểm mà em cảm thấy là thời gian người ta dành cho mình nó bắt đầu nó thưa đi dần. Thì mình cũng dễ hiểu thôi, tại vì công việc của người đó quá nhiều. Anh đó thì kinh doanh cho nên là không, em biết. Em biết là công việc kinh doanh cho nên là cũng hơi khó khăn á. Nhưng mà đến một cái cao trào ngày hôm đó thì tối hôm đó anh ấy có hẹn với em. Cho nên là tối hôm đó thì em cũng make up, cũng mặc đồ rất là xinh xắn, ngồi trước cửa nhà chờ. Thì đồng hồ chỉ điểm 8 giờ 15, 8 giờ 20, 25. Em vẫn không thấy một tin nhắn gì hết. Tụi em vẫn lúc trong khoảng thời gian tụi em không nhắn tin với nhau. Em không hề thấy một cái tin nhắn nào xuất phát từ người đó là anh đang đi, hay là anh bị kẹt xe, hay là anh như thế nào đó. Wow. Xong rồi em chủ động em nhắn tin lại. Em hỏi là anh ơi, bây giờ là 8 giờ 25 rồi. Thì anh ấy mới nói một câu là chết, anh quên. Wow. Anh quên là hôm nay anh có hẹn với em. Và anh có công việc của gia đình phải làm chưa xong, nên là có thể là tối nay cũng không có ra gặp em được. Em bắt đầu có những cái biểu hiện là em hơi giận, em hơi trách người đó. Bằng cách là em im lặng, em không nói gì hết. Nhưng mà anh có biết không, cái lúc này em mới bất ngờ nè. Cái cách mà họ phản hồi lại cho cái sự im lặng của mình đó, đó là họ cũng sẽ im lặng. Và cái sự im lặng đó nó không đơn thuần là 1-2 ngày. 1 tuần. Wow. 2 tuần. Lúc này thì thật sự không, em không hiểu vấn đề gì đang xảy ra ở đây luôn. Và kiểu như là từ trước giờ em cũng không có nghĩ tới, em không bao giờ nghĩ tới điều đó. Riêng về em thì tới khoảnh khắc đó anh cảm giác như rất là dày vò luôn. Kiểu như em không hiểu một cái gì đang xảy ra với em luôn á. Tiếp đi. Ok, thì khi mà người ta không có một cái động thái gì hết thì tất nhiên bản thân em phải là một người chủ động tiếp. Thì em có nhắn tin em hỏi lý do, rồi anh có biết em buồn hay không? Đúng. Hay là kiểu tại sao 2 tuần qua anh không nói gì hết, anh bận công việc hay như thế nào, em có cần được, tức là em có xứng đáng là được biết cái lý do 2 tuần qua tại sao em lại bỏ rơi hay không á. Tiếp tục im lặng. Cảm giác dày vò lên gấp đôi, cực kỳ khó chịu. Và lúc đó em có nghĩ là nên buông không? Trường vẫn chưa buông. Được. Có chí khí. Em lì đấy, đó là em rất lì. Và em nghĩ là em không biết, nhiều khi em có tự che lắp đi em hay là em cười, em không chịu chấp nhận cái lý do đó. Nhưng mà em luôn nghĩ là công việc. Thì cho đến khi khoảng gian gần Tết luôn, hình như là em nhớ là mùng một Tết, em có nhắn tin lại cho người đó một lần nữa. Em bảo là ok, nếu mà bây giờ em có đề cập tới việc là nên gặp nhau ở ngoài trực tiếp để nói chuyện. Tại vì bản thân em là một người thích nói ở ngoài nhiều hơn, hoặc là em sẽ gọi điện thoại trực tiếp hơn là nhắn tin nhiều. Em là người không thích nhắn tin nhiều. Nhưng mà cũng không có phản hồi gì hết. Cho đến cái ngày hôm đó là em nhớ là ngày mùng 1 Tết á, hay là giao thừa, ngày mùng 1 Tết. Thì em có nhắn tin với người đó, em bảo là ok, nếu mà bây giờ mọi thứ nó đã như vậy rồi, ok em chấp nhận, là em sẽ nói là dừng lại. Nhưng mà tại vì ngày hôm đó là ngày mùng 1 Tết và em thì em không có nói chuyện với gia đình của em. Thế là mọi người trong gia đình của em đều không biết lý do, đều không biết là em và người đó đang xảy ra chuyện gì á. Có gia đình có biết là đang quen không? Có chứ, có biết. Và cái cách người đó đối đãi với gia đình em rất tốt. Anh hay mang đồ ăn qua cho mọi người, hay là tại vì anh kinh doanh bên lĩnh vực coffee, cho nên là nhiều khi cũng hay gửi bánh nè, hay là kiểu thức uống qua cho nhà em. Cái đó càng dày vò nữa, dạng như là không ai biết hết, chỉ bản thân mình biết thôi. Nói chung là gia đình của em thì kiểu nghĩ là cái người này khá là hợp với em. Và cái cách mà hai đứa kiểu đối xử với nhau á, gia đình em nhìn thấy được mà. Anh nghĩ là
và wow, hai đứa chắc cũng có thể được nha, cái kiểu gì nhẹ nhẹ cũng có thể hy vọng được nhiều là có thể đi được lâu dài với nhau. Cho nên là em thì gọi như nói em thật sự em không có muốn nói với gia đình em. Thì sợ ba mẹ lo thôi. Đúng rồi. Và em có nói một câu là nếu như mà cảm thấy không có được nữa thì thôi coi như là một lần cuối cùng nha, anh ra chơi với mọi người, gia đình em. Cố lên. Từ từ để em ổn sáng. Tại vì mọi người chưa có biết gì hết á, cho nên là chắc chắn là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao Tết mà không có thấy động tĩnh gì hết, cũng không có thấy người đó ra thăm gia đình em. Em thì em muốn lấp liếm thì em bảo là tại vì anh ấy đang bận, tại vì ở nhà có người ở nước ngoài về, cho nên là cần thời gian gia đình nhiều hơn. Ấy là vẫn cho mọi người biết là mọi thứ nó đang bình thường. Cố lên. Em bị bổn nè. Hôm qua em khóc hơi nhiều quá. Thì đó, thì kết quả là đã trắng. Nhưng mà diễn biến như thế nào? Thì người ta bảo là anh đang bận đi cùng với gia đình của anh. Vậy là vẫn là câu trả lời cũ. Và khi mà đúng thật, đúng luôn, đúng là người ta cần em mở lời trước để nói cái câu kết thúc á. Nên khi mà em nói ra thì người ta nói với em một câu là nếu như mà em nói như vậy thì anh tôn trọng cái quyết định của em. Hơi cay đúng không? Mặc dù là cái khoảng thời gian em và người đó ở bên cạnh nhau thì nó không quá dài đâu. Nhưng mà mình quý đó. Quý cái cảm giác đó lắm. Và mình trong cái khoảng thời gian chịu đựng á, mình lại tiếc về cái khoảng thời gian mà mình đã trải nghiệm vậy. Mình muốn nó một tiếp tục. Và mình giống như là cái cơn say tình yêu vậy. Vẫn được, nói chung là vượt qua được cái đó là mình sẽ được quay lại cái cảm giác ban đầu. Sau khi biết câu chuyện của Trâm thì mình cảm giác là thương Trâm hơn. Tại vì trước đó mình cũng nghĩ là chắc câu chuyện nó cũng gần na ná giống mình thôi. Nhưng mà khi kể ra mình cảm thấy sự đồng cảm của hai bên. Và thấy muốn gì đó và một sự trở che cho Trâm sau này. Cuộc hẹn này nó khác những cuộc hẹn lần trước rất là nhiều. Tại vì có lẽ là đến thời điểm hiện tại, đến ngày hôm nay thì mình và anh Đông bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn những cái chuyện mà không có dễ dàng dễ nói. Cảm giác như là cả hai cùng chung một suy nghĩ, cùng chung một hoàn cảnh và cùng chung tầng độ vậy đó. Nên cái cuộc nói chuyện đó, nó cứ dài dài bất tận mà mình không kiểm soát được thời gian của cuộc hẹn luôn. Cảm giác như là hai đứa đã biết nhau từ trước vậy. Trâm và Đông đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu cảnh vật nơi này. Theo đó, những câu chuyện về cuộc đời, về tình yêu của hai người cứ như kéo dài vô tận. Cuộc hẹn ấy chắc hẳn đã kéo dài cả vào trong giấc mơ trưa nay của Đông. Trời đang nắng đẹp, ai ngờ lại chợt đổ cơn mưa. Và Đông đâu biết rằng sau cuộc hẹn với mình, Trâm còn một cuộc hẹn khác. Ban đầu anh nghĩ là anh sẽ vào chương trình này để thám hiểm với lại cả để tìm những cái cảm giác mà anh đã thiếu, như là cái cảm giác mà được yêu một ai đó, hay cảm giác mà biết
yêu là gì á. Thì ok thì anh đã, anh ấy có được cái cảm giác đó rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em hả? Rồi khi mà anh gặp em thì bắt đầu anh nghĩ là anh sẽ phải tập trung hết chuyên môn là để tìm hiểu cô gái này và sẽ tỏ tình với cô gái này. Thì một thời gian sau thì anh kiểu anh cũng hơi rối một tí nên là anh rất rối. Rất là rối thì anh nghĩ là anh sẽ để anh Đông tiếp cận em gần nhiều hơn. Nhưng mà cái hôm mà đi ở Ninh Kiều á, anh kiểu anh rất là ức chế nhưng mà anh không có thể làm gì hơn đó, kiểu ngoài đứng nhìn em đi vậy á. Anh bảo là anh muốn ship anh Đông cho chị Nhu hoặc là chị Ca á. Gì vậy? Ừ, cụt ông á. Ông hả? Lại một thêm một người cụt ông chứ. Ok, cảm giác nó sẽ qua nhanh thôi. Tại vì em cũng buồn chạy qua mà. Anh nè. Ôi ôi, ông chết thiệt rồi. Đâu thiệt hả? Nhưng mà không xưng đúng không? Không xưng. Không ai hiểu được hàm ý của anh. Không ai hiểu được tâm tư tình cảm của anh. Ngay cả bản thân em. Ngay từ đầu em ấn tượng với anh rất tốt. Em nói thật, ngay từ đầu nếu mà hỏi em là trong bốn người em ấn tượng người nào nhất, ai là người để lại cho em nhiều cảm xúc nhất, hay là ai là người quan tâm em nhất, em đều trả lời là anh. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại nha, mọi thứ nó em không, tại vì em không xác minh được nên là em bắt đầu cảm xúc em nó sẽ vơi dần đi. Giờ cái hôm mà anh đi đón Hằng á, anh đều hỏi Hằng là anh phải làm như nào để có thể tiếp cận em. Thì Hằng cũng cho anh một số lời khuyên cũng này nọ này nọ. Cái lúc đó anh có hỏi Hằng là tại sao em lại nghĩ là anh hợp với Trâm mà sao là anh không hợp với một người nào khác hay là em. Thì Hằng bảo là rõ ràng trong mắt anh nó có cái gì đó tình tình với Trâm, cho nên là anh đừng có xào em, tại vì cái điều đó em thấy rõ ràng lắm. Cái em mới bảo là ủa, nếu mà cái điều đó rõ ràng như vậy rồi thì anh phải làm gì để có thể che giấu bớt cái gọi là cái sự thô lỗ trong tình cảm. Ủa tại sao phải che? Tại vì nếu như mà đùng đùng cái kiểu anh cứ về sau này Trâm đẹp vậy. Trời, chắc tôi thích Trâm quá. Rồi, cái làm gì giờ ta? Chẳng lẽ anh vừa cứ như vậy, anh phải lúc nào phải nghĩ à, thích người ta thiệt như vậy, kìm nén lại, không thể nào cứ kiểu trời ơi, Tết này kia không được. Có 7 ngày à, tự nhiên có tình cảm xong đầu dồn nén lại, không muốn bộc lộ cho người ta biết. Rồi chừng nào người ta mới biết, hay là chừng nào mới tính nói, hay là chừng nào anh mới... Anh tính là cuối chương trình anh mới dám nói. Cuối chương trình thì muộn rồi. Nó muộn, anh hiểu không? Ủa, em không nhìn thấy cái kiểu mới là anh nhìn em à? Không. Tại mấy cái đầu thì em có cảm nhận. Nhưng mà sao anh không? Sao em lơ anh đúng không? Không, em không hề lơ anh nha, em không hề lơ anh luôn. Em cảm thấy là anh đang có mục đích khác. Cho nên thôi em cứ để cho anh làm cái mục đích của anh thôi. Em đi tìm hiểu người khác. Em đi tìm hiểu người khác. Đúng mà. Chứ giờ làm sao? Giờ làm sao? Thì anh nghĩ là chắc bây giờ vẫn chưa có muộn đúng không? Nói vậy thì nói anh chưa muộn. Em không biết gì hết. Anh nghĩ chắc là chưa muộn. Em biết hết. Anh cứ làm những gì cảm xúc anh muốn, gì anh đang ấp ủ thì anh cứ làm đi. Chúc may mắn. Ngày hôm nay mình đã cố gắng giúp anh Long gỡ rối được cái vấn đề mà Long đang gặp phải, cũng như là những cái thắc mắc trong cái lòng trong đầu mình. Để coi anh Long sẽ thể hiện những cái điều đó như thế nào. Hiện tại thì mình cảm thấy mọi thứ nó ổn hơn, mà có thể là biết đâu chiều nay mọi thứ nó theo một cái tiến triển mới thì sao. Chưa cần đến chiều, ngay trong bữa ăn trưa nay đã có một diễn biến mới. Dù rằng hai bên nam nữ vẫn phải ăn riêng vì vẫn còn đang trong thời gian cách ly. Trước khi nhóm nữ ra, Long đã hành động. Cho người đối diện nó phải chịu. Anh còn thấy phải cho người đối diện như thế này không trời?
Ông đâu cứ quay lại ngó hoài luôn kìa. Chú canh hoài của chú đi lạng quạng lá hoài không lấy á. Ngó quá ngó là hết luôn không mình đem đâu. Ngó quá ngó rồi. Trước diễn biến mới này, dường như Trâm đã không nghe được Ca nói gì nữa. Hồi nãy Trâm ra ngoài bàn ăn thì Trâm hơi khá bất ngờ. Tại vì trên bàn bên cạnh chỗ Trâm ngồi thì có một cái tiếp thuốc bao gồm một tờ giấy nữa. Thì Trâm có mở ra xem. Và Trâm cũng hiểu sao mà Trâm ngồi đúng cái vị trí mà cái tiếp thuốc nó để trên bàn luôn. Cho nên là cũng hơi bất ngờ. Một ngày thoa hai lần lên vết ong đốt, sáng cộng tối, ký tên Long. Có một khoảnh khắc mà gọi là cũng là định mệnh, là mình biết là Trâm cũng đã bị ong đốt. Thì lúc đang nói chuyện lúc đó thì mình cũng bị ong đốt. Lúc đó là cái nói chung là mình nghĩ là cũng có một cái gì đó gọi là dấu chỉ, kiểu có sự hiện diện gì đó, kiểu nhắc nhở mình là đang đi đúng hướng rồi, suy nghĩ đúng rồi. Tám, hỏi cái gì nghe gì không? Chị hỏi nghe gì không? Nếu mà tối nay mình được cả anh Long và anh Đông tỏ tình với mình thì trước hết là mình vui ha. Mình vui trước, mình cảm thấy trân trọng trước. Còn về quyết định của mình thì khó nghĩ lắm, khó nghĩ quá. Mình cũng không biết như thế nào, mọi người thật sự mình đang rất là suy nghĩ nhiều thứ trong đầu ấy. Tại vì Trâm cảm nhận được tình cảm từ hai người dành cho Trâm.